Bây giờ vào đây mua vé nha. À, bao người lớn nhỉ? Đấy bạn đang bao nhiêu người? Đấy, đứng đây để tập vào đây. Đây, hai người lớn. Trên 1m3 thì họ sẽ tính là vé người lớn. Dưới 1m3 đến 1m là vé trẻ em, còn đâu dưới 1m là không có tiền. Đấy, nắng rồi. Nắng rồi. May quá lúc đi đò trời nắng. Đã chuẩn bị đến bến thuyền nhá mọi người nhá. Họ làm những cái đường hàng rào này để sau mà đông khách quá thì họ phân chia làn cho nó dễ, đỡ bị tắc đường. Mưa kệ. Thuyền này thì họ sẽ chủ yếu xếp là 4 đến 5 người một thuyền nhá. Đây anh mình. Từ từ từ. 13 người đấy em ạ. 13 người lớn, 4 trẻ con. Cho ra rồi nhá. Tất cả người ta cho. 4 đò. 4 đò. 4 đò. 4 đò. 17 người lớn 4 đò. Mình tính anh. 4 người à. Không chết tôi. Vé này bỏ rồi không cần nữa. Đấy cẩn thận, ngồi ngồi chắc nhá. Mọi người trước khi lên đò phải mặc áo phao nhá. Ai cũng thế nhá, người bơi giỏi hay là không bơi giỏi vẫn phải mặc áo phao. Răng này anh đùng này. Uống uống này đấy là nóng nóng trời đấy, uống như này hơi bị quý đấy. Cú anh ơi. Mọi người đi vào đây nhớ cúi đầu nhá. Có những đoạn rất là thấp, tốt nhất là làm bò xuống được. Đây là hang đột ở Tràng An, Ninh Bình. Hang này có độ sâu 1.000m. Một trong những hang đẹp nhất ở Tràng An. Biết bây giờ cũng vỡ đầu về người nhỉ. Tiền đúng rồi.
cán này. Nhưng mà trắng nước trong này trong như nước suối rồi. Chạy nhanh lắm bà, mình đến gần nó ngục luôn bà. Đấy chứ bố em hồi mà còn và lưới mang nước về cho anh em nhá. Này Quang lấy nước ở sông Tràng An mang về cho anh em nhé. Này về đánh cái canh chấm hết pha cá chanh tệ dòng kìa. Tùng quay đi đây Tùng. Nước còn xanh nhá. Nước rất đẹp thật đấy. Tiếp đến là điểm dừng chân nào ở đây là điểm dừng chân thứ hai đây nhỉ. Vừa dòng này. Vừa tí. Đúng nước của anh. Đấy, dòng này thì thật đó. Mắt nước này kiểu có đá vôi sao nó màu có đục đục nhỉ? Nước, bác vừa bảo là nước chua. Ừ, nước chua ở trên chua chua ấy. Thấy quá, con thúi to luôn, cổ tê. Cá to quá, cá quá đấy. Cầm hút nước được. Đẹp không? Hàng đại cà phê. Hàng cà phê.
Tràng An. Biết Tràng An thế nào? Đi rồi biết Tràng An thật là buồn. Cái gì nữa?